bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số người dường như luôn thành công hạnh phúc và bình an trong cuộc sống trong khi người khác lại loay hoay tìm kiếm câu trả lời có một bí mật ẩn giấu trong quy luật cổ xưa mà ít ai để ý đến quy luật ba bảy từ việc học hỏi ứng xử đến cách chia sẻ lợi ích quy luật này mang đến những bài học quý giá giúp chúng ta cân bằng và tìm thấy giá trị thực sự trong cuộc sống cổ nhân cho rằng cuộc đời một con người không nằm ngoài định luật ba bảy theo quan điểm duy tâm, con người có ba hồn bảy phách. Kinh Phật cho rằng thân phận con người ba chìm bảy nổi. Dân gian cũng đúc kết những kinh nghiệm sống thú vị xoay quanh định luật này. Như cháo nấu cần phải ba phần gạo bảy phần nước. Trong sự sự cần ba phần vì mình bảy phần vì người. Đối với bạn bè cần ba phần chân tình bảy phần khoan dung. Đối với gia đình cần ba phần yêu thương bảy phần trách nhiệm. Giá trị của văn chương đặt ở ba phần là hình thức bảy phần ở nội dung uống rượu cần ba phần say bảy phần tỉnh người thông minh có ba công thức tạo nên hạnh phúc xoay quanh định luật ba đến bảy này một thứ nhất trong thành công ba phần học hỏi bảy phần lĩnh hội có ba con người có chung một tâm trạng mệt mỏi cùng đến gặp thiền sư để xin một lời khuyên và kết quả nhận được như sau người thứ nhất là một thương gia cảm thấy mệt mỏi vì có nhiều quyết định phải lựa chọn thiền sư đưa cho ông một cốc nước rồi từ từ rót nước sôi nóng vào cốc nước chảy tràn ra cả tay làm thương da bị bỏng ông ấy mới vội buông tay làm vỡ cốc lúc này nhà sư từ tốn nói nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông thì đã quá muộn người thứ hai là một chàng trai cảm thấy mệt mỏi khi gặp những khó khăn trên bước đường khởi nghiệp thiền sư đưa cho anh ta một cái tách và bảo quyết tâm rồi tự tay rót đầy tách tràn nóng vừa mới pha xong chàng trai bị nóng chuyển tách trà từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy vị ngon của trà. Lúc này nhà sư từ tốn bảo, cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi. Người thứ ba là một cô gái bị người yêu phụ bạc. Nhà sư cũng đưa cho cô gái một cốc nước như lúc đưa cho thương gia và bảo cô cầm vào. Đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc. Khi nước nóng chảy tràn vào tay, cô vội vã buông cốc khỏi tay mình lúc này nhà sư từ tốn nói quá đau rồi tự khắc sẽ buông với cả ba người sự giảng dạy của nhà sư đều thông qua một hành động là rót nước vào cốc và cũng chỉ có một câu nói duy nhất nhưng phần lĩnh hội mà cả ba người nhận được lại hết sức lớn lao việc học của mỗi người cũng vậy chỉ có ba phần giảng rõ còn bảy phần ở sự lĩnh hội trong cuộc sống mọi sự chỉ dạy từ bài học đều là đáng quý tuy nhiên bài học sẽ chỉ là lý thuyết nếu không được thực hành và nó sẽ không có giá trị nếu chỉ nằm trong tư tưởng cùng một người thầy cùng một bài giảng cùng có cơ hội được học hỏi như nhau nhưng mỗi người đều có cách lĩnh hội khác nhau và kết quả mà họ gặt hái được cũng không giống nhau không có người thầy nào bài giảng nào luôn mang cho chúng ta thành quả kết quả lĩnh hội mới khẳng định giá trị của bài học và mang đến thành quả trong xã hội có người học giỏi có người học kém có người thành đạt, có người thất bại, là do khả năng lĩnh hội của mỗi người. Ai lĩnh hội được nhiều ắt sẽ thành công. Công thức của thành công là ba phần học hỏi, bảy phần lĩnh hội chính là như vậy. Hai, thứ hai, ứng xử cần ba phần lời nói, bảy phần im lặng. Trong cuộc sống hàng ngày, lời nói là phương tiện chủ yếu để con người thể hiện chính mình và giao tiếp xã hội lời nói đóng vai trò quan trọng trong việc khởi tạo những mối quan hệ tốt đẹp một lời khuyên ngăn có lý có tình có thể ngăn chặn người khác khỏi lầm đường lạc lối một lời động viên an ủi khi cần thiết sẽ giúp đối phương có thêm nghị lực niềm tin vào cuộc sống vậy nhưng lời nói cũng chính là con dao hai lưỡi có những lời nói gây hiểu lầm thị phi lời nói khi giận dữ sẽ tạo nên những tổn thương về tâm hồn còn đau đớn hơn nhiều những vết thương về thể xác người khôn ngoan sẽ hiểu con người mất hai năm để học nói nhưng phải mất cả đời để học im lặng im lặng đúng lúc đúng chỗ sẽ có giá trị hơn vạn lời nói im lặng là một loại triết lý sống nghệ thuật sống và thể hiện quyền năng của người thông minh khi bị coi thường đừng nói lời oán giận khi bị nhục mạ đừng nói lời sòng bậy vô nghĩa khi ghen tị với người khác đừng nói lời đồn đại khi được người khác khen ngợi đừng nói lời ngông cuồng ngạo mạn im lặng để thể hiện sự khiêm nhường im lặng để chứng tỏ bản lĩnh im lặng chính là thể hiện cảnh giới cao nhất của người trí tuệ vậy mới nói trong ứng xử chỉ cần ba phần lời nói nhưng cần tới bảy phần im lặng thực hành được nguyên lý ấy chính là bậc cao minh ba thứ ba đối với lợi ích ba phần nhận về bảy phần cho đi một lần, có việc phải ra ngoài khi đêm muộn, tôi được chứng kiến một câu chuyện vô cùng cảm động. Người đàn ông bị mù ôm cái đàn kể rằng, người đàn ông gầy gò khắc khổ kia là bạn của ông. Suốt 20 năm qua, đêm nào cũng chờ ông đi hát để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Người mù nói rằng đã thỏa thuận với bạn mình là mỗi đêm kiếm được bao nhiêu tiền đều sẽ chia đôi. Trong chiếc nón lá rách có những tờ tiền với những mệnh giá khác nhau, tiền 2.000 đồng, 5.000, 10.000. 20.000 và thỉnh thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Người mù ngồi soạn lại rồi đưa cho bạn mình đến và chia. Điều lạ là người sáng mắt rúi vào tay người mù một sấp tiền. Đa số là tiền mệnh giá lớn như tờ 100.000, 50.000 và 20.000. Còn chỉ nhận cho mình những tờ tiền mệnh giá bé 5.000. Quả thật, trong cuộc sống, con người thường tranh giành hơn thua. Chỉ muốn nhận về mà không muốn cho đi. Liệu được mấy người nguyện ý chịu thiệt như người sáng mắt kia? nhưng đức phật dạy rằng biết chịu thiệt cũng là một loại phúc báo một người có tấm lòng quảng đại bao nhiêu thì phúc lộc cũng lớn bấy nhiêu người chất phác tuy nhất thời chịu thiệt nhưng về lâu dài họ chẳng những không thiệt mà còn khiến cho công việc càng thêm thịnh vượng các mối quan hệ ngày càng hài hòa cuộc sống cũng trở nên sung túc hơn nữa phúc báo của một người không phải cứ tranh giành là được trái lại càng tranh giành danh lợi thì càng làm tổn hại phúc phận của bản thân cho đi là một sự khoái hoạt, vui vẻ, là một cách thu hoạch cao thượng, càng cho đi, phúc báo sẽ cao dày hơn. 4. Khi bạn cảm thấy bất lực, chán nản và mất hy vọng vào cuộc sống, hãy đọc chín câu chuyện này. Cuộc sống đôi khi thật đơn giản, không phải là điều gì đó quá cao siêu, bởi đơn giản chính là trí chí huệ. Sống đơn giản sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc mà người ta không ngờ tới. Để đạt được điều đó, trước tiên bạn phải biết cách học làm người. Câu chuyện 1. Một, một người đi tìm việc làm, đứng chờ đến lượt phỏng vấn bên ngoài hành lang, thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc. Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập rèn luyện những thói quen tốt. Câu chuyện 2. Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp một ngày có người khách đem đến một chiếc xe đạp bị hỏng cậu không những sửa lại cho thật tốt mà còn lau chùi cho chiếc xe bóng sạch những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức hai ngày sau người khách trở lại thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua liền đưa cậu bé về hãng của ông ấy để làm việc với mức lương cao hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản chỉ cần được làm điều mình thích, vất vả một chút cũng chẳng sao. Câu chuyện 3. Một em bé nói với mẹ, "Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp." Bà mẹ hỏi, "Ơ, ờ, sao con lại khen mẹ như thế?" Em bé trả lời, "Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận." Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được. Câu chuyện 4. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng bạn bè nói với ông ta, ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế. Giống cây này tự nhiên cũng phát triển. Ông chủ nói, tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp. Hóa ra gian dạy con cái rất đơn giản. Cứ để tụi nó chịu khổ chút xíu. Câu chuyện 5 Một huấn luyện viên quần vật nói với học sinh, làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ. Một người nói, bắt đầu tìm từ giữa đám cỏ. Người khác nói, bắt đầu tìm từ nơi chỗ trụng nhất. Một người khác lại nói, bắt đầu tìm từ điểm cao nhất. Đáp án huấn luyện viên đưa ra là làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia. Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10. Câu chuyện 6. Một cửa hàng mà bóng đèn luôn sáng trưng. Có người hỏi, tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy? Bóng đèn rất bền. Chủ cửa hàng nói, đèn bị hỏng hoài đấy chứ chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hỏng thôi. Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi là được. Câu chuyện 7. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường, anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở. Con nhái ở bên đường trả lời, tôi quen rồi. Dọn nhà làm chi cho vất vả. Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết. Xác nằm bẹp dí hóa ra để được an toàn thật đơn giản. Chỉ cần tránh xa lười biếng. Câu chuyện 8 Có một con gà nhỏ đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra. Nó trần trừ e ngại thò đầu ra ngoài ngõ nghiêng xem xét sự đời. Đúng lúc đó, một con rùa đi ngang qua, gánh trên mình chiếc mai nặng nề. Thấy thế, con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức. Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng cũng thật đơn giản dẹp bỏ cố chấp thành kiến là được câu chuyện chín có mấy em bé rất muốn làm thiên thần thượng đế cho mỗi em một chân đèn và dặn trong lúc chờ ngài trở lại hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng một ngày hai ngày rồi một tuần trôi qua không thấy thượng đế quay trở lại tất cả các bé đều bỏ cuộc chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho thượng đế không đến mọi người đều chê em ngốc nghếch. Kết quả, chỉ có em được trở thành thiên thần. Hóa ra để làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có tấm lòng thật thà tận tụy. Câu chuyện 10 Chàng thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần. Đúng lúc ấy, một con nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn. Vị thần nói với chàng thanh niên, con tắm rửa cho nó dùm ta. Chàng kinh ngạc, con đi học chứ đâu đi chăn châu. Vị thần nói, con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được? Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần một lòng thành thật. Cuối cùng, hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể hiểu được chân quý, biết đủ. Cảm ơn là ta đã có đầy đủ màu sắc của cuộc sống. 5. Người ở ngưỡng tuổi 30 có 8 điều nhất định cần nhớ, Người Việt thường nói, tam thập nhi lập, tuổi 30 được xem là dấu mốc quan trọng của đời người. Khi bước sang lứa tuổi này, những câu hỏi xoay quanh bạn cần phải được giải mã hoàn toàn. Đâu là lỗi lầm lớn nhất của mình? Bạn học được gì từ nó? Hay điều gì khiến bạn hối tiếc nhất? Tất cả đều phải được trả lời ngọn ngành. Thời thanh xuân của chúng ta ảo xuống như một cơn mưa rào. Chưa kịp tạnh khô đã vội biến mất. Thời thanh xuân tưởng ngắn, Tưởng chỉ để tạo ra đủ kiểu kỷ niệm hồi ức nhưng lại có biết bao mốc thời gian quan trọng. Sau những năm tháng tuổi 20 khám phá bản thân, tuổi 30 là thời điểm bạn xác định những bước tiến xa hơn về sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân của mình. Sau đây là 8 điều mà những người ở ngưỡng cửa tuổi 30 cần ghi nhớ. 1. Chú trọng tích lũy trong công việc. Trong xã hội hiện đại, công việc đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu bởi nó mang đến nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống mỗi người có đến một phần ba thời gian hàng ngày thậm chí lâu hơn nữa chúng ta sống ở công ty văn phòng làm việc nếu công việc chỉ đơn thuần là đi làm lĩnh lương cố định ba cọc ba đồng sống những ngày tháng đơn giản thì cả đời bạn có lẽ cũng sẽ trôi đi như vậy nhưng một người có mục tiêu luôn biết lựa chọn một công việc phù hợp có thể phát huy giá trị của bản thân thậm chí phải nỗ lực hết sức mới đạt được thành tích người hiểu được cách không ngừng học hỏi tích lũy và đề cao trong công việc thì năng lực của bản thân mới có thể ngày càng hoàn thiện. Càng tích lũy được nhiều, kể cả là tiền bạc, kinh nghiệm, quan hệ, đạo đức, bạn sẽ càng có được một cuộc sống thoải mái, tự do hơn. 2. Học cách quản lý tài sản, kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư. Hãy học cách quản lý tài sản của mình một cách khôn ngoan. Khi còn trẻ, nhiều người thường có thói quen kiếm được 10 đồng thì tiêu hết 8, thậm chí có lúc hết cả 10 đồng. Tuy nhiên, bạn sẽ dần phát hiện ra rằng cách chi tiêu đó của mình thực sự không ổn. Chi tiêu hoang phí không có kế hoạch không thể phát huy tối đa giá trị của những đồng tiền mình cực nhọc kiếm được. Và lại tới lúc thật sự cần tới tiền, bạn cũng không biết đào đâu ra. Quản lý tiền bạc không phải là chi tiền mà chính là hoạch định kế hoạch thu chi số tiền hàng tháng của bạn một cách hợp lý vừa đủ dự phòng rủi ro cho tương lai. Nói một cách đơn giản quản lý tài sản bao gồm hai điểm. Một là dùng tiền chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Hai là thông qua đầu tư để tiền có thể sinh lợi ra tiền. Ba, tìm được đối tượng cho một nửa cuộc đời còn lại. Tới tuổi 30, đa phần những người bạn xung quanh cùng độ tuổi đều đã thành ra lập thất. Nếu tới độ tuổi này chưa có một người ân cần hỏi han, đợi bạn về nhà, thấu hiểu chia sẻ và yêu thương. Dù nhiều dù ít mỗi người đều có đôi chút tủi thân, buồn bã. Mỗi người đều không thể mãi là một hòn đảo cô độc, cho dù bạn có mạnh mẽ tới cỡ nào cũng cần một chỗ dựa. Có một người bầu bạn sẽ giúp những phấn đấu nỗ lực của bạn trở nên có ý nghĩa, giúp cuộc sống của bạn sau giờ làm trở nên ấm áp và có động lực hơn. Từ tuổi 30, nếu có thể tìm được đối tượng cho nửa cuộc đời còn lại của mình, xây dựng được một gia đình nhỏ cho bản thân, bạn sẽ yên tâm phấn đấu nỗ lực trong sự nghiệp. Một kế hoạch cho tương lai của hai người sẽ giúp bạn càng muốn cố gắng hơn cho cuộc sống tương lai của hai người. 4. Có một vài người bạn tâm giao. Khoa học đã chứng minh có được tri chi kỷ chia sẻ. Tâm giao, con người sẽ sống càng lâu hơn. Trong cuộc đời nếu không có một vài người bạn để chia sẻ buồn vui thì cuộc sống không có nghĩa gì cả. Khi có bạn tâm giao cuộc sống của bạn khi vui sẽ có người chia sẻ khi buồn cũng có người để bày tỏ nỗi lòng khi u buồn có người cùng bạn uống rượu muốn khóc có người cho bạn mượn bờ vai đó chính là một niềm hạnh phúc ai cũng có lúc yếu đuối cũng có lúc thấy tự ti mặc cảm về bản thân một người bạn tâm giao có thể giúp bạn bày tỏ hết cảm xúc của bản thân họ có thể khóc có thể cười nhận mọi cảm xúc của bạn từ đó làm bạn trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn. 5. Tự học cách giúp bản thân được vui vẻ. Đứng từ một khía cạnh nào đó mà nhìn nhận. Ở vào độ tuổi 30, hãy cố gắng học cách sống một chút cho bản thân. Yêu thương, trân quý sinh mệnh của bản thân và tìm được cách thức tự giúp mình vui vẻ. Ví dụ có hai điều làm bạn có hứng thú sau giờ làm việc là nghỉ ngơi và giải trí. Nấu ăn, đọc sách, đi du lịch. Bất kể môn giải trí nào giúp bạn tăng cường sức khỏe và tăng thêm hứng thú trong cuộc sống đều nên tích cực tham gia. Không ở trong độ tuổi 20 không có nghĩa là bạn cần phải dùng việc có những niềm vui. Một doanh nhân thành công cho biết ông dành phần lớn tuổi 30 của mình để đuổi theo tiền bạc và nó chỉ làm cho ông thêm không hài lòng và hoài nghi hơn về cuộc sống. Đến tuổi 30 càng không thể xây dựng niềm vui trên cơ sở vật chất bởi dục vọng ham muốn về tiêu tiền vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Hãy học cách tìm lấy những nguồn vui nằm ngoài việc hưởng thụ mua sắm vật chất. 6. Tự học cách điều chỉnh tâm trạng xấu, học cách suy nghĩ lại chuyện đã qua. Ai cũng có những lúc buồn chán, hoài nghi năng lực của bản thân và uể oải, thiếu năng lượng. Khi bản thân có những biểu hiện này cần làm thế nào? Điều không thể thực hiện nhất đó là tuyệt vọng, tự giận mình và phá vỡ tự ngã bản thân. Trước tiên hãy tìm cho bản thân một lối thoát Ví dụ bạn có thể vận động để ra mồ hôi, tìm bạn để bày tỏ hoặc cho phép bản thân chạy trốn. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh trở lại hãy học cách hướng nội, nhìn lại mọi chuyện, cố gắng để cảm xúc tình cảm của bản thân luôn ở trạng thái tương đối ổn định. 7. Hãy đọc nhiều sách. Người phương Tây có câu, những cuốn sách bạn đã từng đọc, những con đường bạn từng qua, những người bạn từng yêu đều ẩn nấp trong khí chất của bạn đọc sách chính là một phương thức để bạn sống thực với chính bản thân sách có thể làm phong phú hơn cuộc sống của một người giúp bạn có một nội tâm trở nên phong phú tăng cường tri thức và trí huệ trong khi giao lưu với những nhân vật trong sách bạn sẽ học được rất nhiều đạo lý hiểu được sự rộng mở bao dung và nhiều điều chưa từng được trải nghiệm trong thế gian này đừng nên sợ việc đọc sách là vô dụng bởi nó cũng khá giống với việc bạn ăn cơm cho dù sau đó bạn có quên đi những gì trong sách đã viết, nó cũng sẽ mãi ở trong xương thịt bạn, trở thành một phần tâm hồn trong bạn. 8. Vận động nhiều, ăn uống điều độ, đảm bảo giấc ngủ. Khi đến một độ tuổi nhất định, cơ thể bạn đôi lúc sẽ không còn nghe lời, cũng không chịu nổi những giày vò. Rất nhiều người ngồi làm việc một chỗ suốt 8 tiếng tại văn phòng. Nếu không vận động, cơ thể mệt mỏi và nảy sinh các loại bệnh tật không ngủ đủ giấc sẽ không có đủ minh mẫn, sáng suốt để làm việc. Hãy khỏe mạnh. Đó là ưu tiên số một. Không nên để tuổi 30 của bạn trở nên chậm chạp và mệt mỏi. Chuyên gia thiết kế của Michael Dorian Bách chia sẻ. Bởi vậy vận động nhiều. Ăn uống điều độ và bảo đảm ngủ đủ giấc chính là có trách nhiệm với hiện tại và tương lai của chính bản thân mình. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9 không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 6. Bạn là ngựa chạy nghìn dặm hay chỉ là một con lừa chăm chỉ? Siêng năng chăm chỉ giống như con lừa. Ấy vậy mà công việc lại chỉ dậm chân tại chỗ. Cực nhọc chịu khó giống như con lừa. Có những lúc mong nhận được vài lời khen ngợi, ấy vậy mà cái nhận được lại là đòn roi. Đây là thể nghiệm và cảm nhận chân thật của rất nhiều người ở chỗ làm. Thật ra, nếu muốn thoát khỏi vận mệnh kéo cối say của lửa, được người ta khen ngợi và trọng dụng giống như ngựa nghìn dặm ở chỗ làm vốn không phải là không thể, nhưng cần phải không ngừng ngẫm nghĩ và cải thiện dựa theo tình huống của bản thân. Cởi chuông vẫn phải là chính bản thân người buộc chuông. Đọc vài mẫu chuyện dưới đây, có lẽ chúng ta sẽ thật sự có thể tìm được chỗ đột phá trên từ trên người của mình. Ngụ ngôn một, có phải bạn chỉ chịu làm mãi một công việc? Đám động vật muốn tổ chức một buổi tiệc hữu nghị, Thư ký giám đốc Thỏ nói với Lửa rằng, giọng của anh cao vút. Anh hát mấy ca khúc góp vui nhé. Lửa nói, tôi không đi đâu. Giọng tôi hát vốn rất khó nghe. Thỏ nói, vậy thì anh hãy thử làm người chủ trì buổi tiệc vậy. Lửa nói, tôi không đi đâu. Hình tượng của tôi không dễ nhìn cho lắm. Thỏ nói, thế anh làm gì? Lửa nói, tôi chỉ biết kéo cối say. Thỏ nói, tốt thôi. Thế anh hãy cứ tiếp tục kéo cối say vậy cảm ngộ trong công ty. Không thể mãi chỉ biết kéo cối say giống như lửa được. Thỏ đặc biệt đề nghị lừa hát hoặc làm người chủ trì là nhìn chúng ưu điểm rộng cao của nó. Nhưng còn lừa lại ôm giữ thái độ có thể thoái thác được thì cứ thoái thác. Chỉ cần mình có thể làm tốt công việc kéo cối say của mình. Một hai lần tìm lý do chối bỏ cơ hội. Trong công ty, không thể chỉ cứ làm mãi một công việc giống như lừa được. Bởi ngoài chức vụ của mình, những nghiệp vụ khác trong công ty. Chỉ cần là có lợi cho công việc và sự phát triển của công ty, ta đều nên thử chủ động đi làm. Nên lấy tâm thái của ông chủ đối đãi với những công việc khác của công ty, để tâm đi thử nghiệm, dụng tâm mà hoàn thiện bản thân. Nếu như chuyện gì cũng đều không quan tâm, trong tình huống nào cũng đều lấy công tác trong chức vụ của mình làm cớ thoái thác. Lâu dần bạn chỉ có thể dậm chân tại chỗ, loại chỉ biết lặng lẽ kéo cối say ở một cương vị trong công tác ngụ ngôn hai có phải bạn chỉ cày cấy mà không thu hoạch lão đạo cấp trên hồ xuống núi kiểm tra xem xét nhìn thấy những con động vật khác đều đang nô đùa duy chỉ có lừa thì đang kéo cối say hổ liền khen không ngớt miệng có nhân viên chuyên cần như vậy thật là phúc phận của vương quốc động vật chúng ta thư ký giám đốc thỏ nói với hổ rằng ông chủ lừa đúng thật là rất siêng năng nhưng trên cối say vốn đã không còn gì nữa cả vậy mà anh ta vẫn mãi kéo cối say đây há không phải tự tạo giả tướng sao? Hổ đến xem thử, quả nhiên đúng như vậy, không ngừng lắc đầu thở dài. Cảm ngộ, điều mà ông chủ xem trọng là bạn đã hoàn thành xong công việc hay chưa? Lửa ta chuyên cần là điều không cần phải nghi ngờ. Hơn nữa kết quả dù không có công lao cũng có khổ lao. Tuy khiến người ta không tiện trách móc, nhưng lại khiến người ta không khỏi thở dài. Ở công ty, xin đừng chỉ lo cày cấy, không lo thu hoạch bạn bận rộn thế nào vốn không quan trọng điều mà ông chủ xem trọng là bạn đã hoàn thành tốt công việc hay chưa còn về những công việc hao tổn quá nhiều công sức và thời gian mà hiệu suất không được bao nhiêu chi bằng hãy dành thời gian bình tĩnh suy nghĩ suy nghĩ các phân đoạn trong công việc để nâng cao hiệu suất nếu như công việc vẫn không có kết quả không có thu hoạch bạn cần phải quyết đoán thay đổi phương thức làm việc của mình ngụ ngôn bà, bạn có lòng dạ hợp tác hay không? Lửa và dê cùng dạo chơi trong công viên. Lửa phát hiện trên đầu tường có mấy bó cỏ xanh. Rất muốn có được, nhưng không kể cố gắng thế nào. Đều chỉ thiếu chút nữa là viết tới được rồi. Lửa phát hiện ở bên góc tường có một cây thang. Nhưng lửa sợ sau khi khiêng cây thang đến rồi thì phải nhờ ở dê vịn thang giúp. Thế thì phải chia phần cỏ cho dê ăn. Nghĩ vậy lửa ta kêu lên mấy tiếng rồi bỏ đi cảm ngộ, bạn cần phải hợp tác nhóm, thậm chí là hợp tác với đồng nghiệp ở những bộ phận khác. Lửa không ăn được cỏ, không phải là bởi không đủ thông minh, cũng không phải nó không hiểu tính trọng yếu của việc hợp tác, mà chỉ là nó không có lòng hợp tác. Ở công ty, luôn chỉ muốn chiến đấu một mình thì không được. Trí tuệ, năng lực của cá nhân suy cho cùng cũng là có hạn. Nếu muốn gặt hái thành tựu một phen, thì cần phải hợp tác chung thậm chí cần phải hợp tác với đồng nghiệp thuộc các bộ phận khác. Tuy vậy, không phải ai cũng đều có lòng hợp tác với người khác, chính như không phải ai cũng đều có thể gặt hái được thành tựu, bởi trước khi hợp tác làm việc với người khác, trước tiên bạn trong lòng bạn cần phải có tấm lòng chia sẻ thành quả với người khác. Hợp tác không chỉ bao gồm công việc mà còn bao gồm cả chia nhau hưởng lợi. Ngụ ngôn 4, bạn có phải là vật phẩm đảm bảo giá trị hay không? trong hội nghị cuối năm lừa lại một lần không được bình chọn là công nhân gương mẫu lừa tủi thân phản ánh lên thư ký giám đốc thỏ tại sao tôi làm việc chăm chỉ nhất cực khổ nhất nhưng năm nào cũng đều không được liệt vào danh sách những công nhân xuất sắc thỏ cười nói đúng thế bản lĩnh kéo cối say của anh thật sự không ai bì được nhưng mà sang năm chúng tôi cần phải thăng tiến theo thời gian chuẩn bị chuyển sang dùng máy móc để kéo cối say cảm ngộ, nếu không theo kịp bước chân phát triển của công ty, sớm muộn sẽ bị đào thải. Lừa hiển nhiên không chưa bao giờ nghĩ rằng công việc mà nó muốn phục vụ cả đời có một ngày lại gạt nó sang một bên. Thời đại đang đi lên, công ty cũng đang không ngừng phát triển. Nếu như cứ chùn chân bó gối mãi, không theo kịp học hỏi, không theo kịp bước chân của thời đại, cũng không theo kịp sự phát triển của công ty, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải ở công ty là một vật phẩm đảm bảo giá trị vốn không phải là điều khó chỉ cần bạn quan tâm theo dõi đường hướng phát triển của công ty điều chỉnh bước tiến của bản thân và kịp thời học tập những kỹ năng mới thế thì bạn không chỉ là món hàng đảm bảo giá trị mà còn là món hàng tăng giá thoát khỏi tư duy của lửa trở thành ngựa nghìn dặm là một công nhân viên có thể đại đa số người đều mong muốn trở thành ngựa nghìn dặm được trọng dụng được khen ngợi Tuy vậy, dù có vất vả khổ sở, tận tâm tận lực trong công việc, một khi không để ý lại phát hiện bản thân đã được định hình là con lừa chỉ có thể kéo cối say. Cởi chuông vẫn cần đến người buộc chuông. Nếu muốn thay đổi loại tình trạng này, thì chính là cần phải phá bỏ bản tính con lừa đang ngáng chờ sự phát triển. Chỉ có thoát khỏi mô thức tư duy của lừa, mới có thể thay xương đổi thịt, trở thành ngựa đi nghìn dặm. 7 sống nửa đời người bạn đã từng biết hạnh phúc đích thực tìm nơi đâu hạnh phúc ở đâu hình dáng ra sao làm thế nào có được đó luôn là những câu hỏi bất diệt của con người ở đời không ai là không mưu cầu hạnh phúc nhưng đôi khi có vẻ như hạnh phúc lại rất kiêu kỳ không dễ chiều lòng tất cả có lần người ta tiến hành một cuộc khảo sát để xem trên đời này người nào là hạnh phúc nhất đã có trên hàng vạn câu trả lời, trong đó có bốn người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là nhà nghệ thuật huyết sáo thưởng thức tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình, người mẹ tắm cho con, đứa trẻ đang xây đắp lâu đài trên bãi cát, bác sĩ hàng mấy giờ đồng hồ vất vả đã cứu sống được một bệnh nhân. Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần dùng tấm lòng để cảm nhận thì điều bình dị nhất cũng sẽ trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất. Lại có một câu chuyện thế này, một thi nhân tài hoa hơn người gia cảnh giàu có vợ đẹp con khôn nhưng dù thế nào cũng không cảm thấy hạnh phúc anh thiết tha cầu xin thượng đế giúp mình cảm nhận được hạnh phúc thượng đế trước tiên lấy đi tài sản của anh rồi khiến vợ con rời xa anh cuối cùng lấy đi tài hoa của anh chàng thi nhân đau đớn không còn thiết sống nữa một tháng sau thượng đế lại đem những thứ này trả lại cho anh chàng thi nhân ôm chầm lấy vợ con quỳ mọc dưới chân Thượng Đế hồi lâu. Trong lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn người đã cho mình hiểu hạnh phúc là gì. Một câu chuyện khác kể rằng, có một anh nhà nghèo phải sống chen chúc cùng cả gia đình trong gian nhà chật trội. Anh quỳ xuống cầu xin Thượng Đế giúp mình thoát khỏi cảnh túng quấn này. Thượng Đế bảo, con hãy đem gà và vịt cùng nhốt vào trong nhà, để chúng ở chung với con. Một tuần sau hãy đến tìm ta. Một tuần sau, anh nhà nghèo đã chịu đủ dày vò khổ sở không nói nên lời. Lần nữa cầu xin Thượng Đế. Thượng Đế lại bảo anh hãy cùng nhốt châu và dê ở trong nhà và sống cùng với mình. Một tuần sau nữa hãy lại đến tìm ngài. Lại qua một tuần nữa, chàng trai hay nghèo đau khổ không thôi. Sống không bằng chết. van xin Thượng Đế cứu giúp. Thượng Đế lại bảo anh hãy đuổi hết số động vật này ra ngoài rồi tìm đến gặp ngài sau một một tuần nữa. Đúng hẹn, chàng trai nghèo tìm đến Thượng Đế và quỳ mọc dưới chân ngài đội ơn sâu sắc vì ngài đã cho anh có được niềm vui đã đánh mất từ rất lâu. Kỳ thực, thượng đế nào có ban cho những người kia bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là ngài cho họ trải nghiệm sự mất mát rồi có lại được. Từ trong đau đớn, người ta lập tức tìm được cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở chính ngay những thứ tưởng chừng đơn giản bạn đang sở hữu. Khi mất đi chúng, người ta mới hiểu giá trị đích thực của hai từ hạnh phúc. Điều ấy chính như câu thơ này của Tô Đông Pha: Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Lời thơ có ý tứ rằng: Ta không biết được bộ mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ vì thân ta đang ở trong núi ấy. Điều duy nhất mà thượng đế làm chính là giúp những anh chàng kia nhảy thoát ra để có được cái nhìn đúng đắn nhất. Đôi khi chúng ta khổ não vì không tìm ra được hạnh phúc nhưng nó vốn không ở quá xa chúng ta, không phải là điều xa vời tưởng chừng ngoài tầm với chỉ là chính bản thân chúng ta đã tự đánh mất phương hướng đứng núi này trông núi nọ mà thôi bởi tự thân chúng ta trở nên tê dại nên hạnh phúc ngay trước mắt mà nhìn như không thấy nhưng bạn hãy yên lòng hạnh phúc trước sau vẫn âm thầm đi cạnh bạn một ngày kia khi ta hoàn toàn tỉnh ngộ chợt ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thấy hạnh phúc vẫn đang đứng ở chỗ rẽ mỉm cười với chúng ta lặng lẽ chờ đợi cùng ta trở về nhà trong phút chốc ta sẽ không cầm được nước mắt, cảm khái vô cùng và mới hay rằng, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao, cảm ơn trời đất về tất cả những gì ta có được. Người thông minh chưa chắc đã hạnh phúc nhưng người trí huệ sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Người khôn khéo chưa hẳn đã hạnh phúc nhưng người có tấm lòng rộng rãi, khoáng đạt sẽ luôn tìm được bến bờ bình yên. Hạnh phúc phải được nhìn thấy bằng tấm lòng rộng mở. Có thể trên cõi đời này, bạn chưa hẳn là người hạnh phúc nhất nhưng chắc chắn bạn cũng không phải là người bất hạnh nhất hạnh phúc giống như những bông hoa mỗi một bông đều sẽ nở rộ rồi cũng đều héo tàn tuy không thể ở mãi trong hạnh phúc nhưng hẳn bạn đã từng biết được hạnh phúc là gì ít nhất một lần ông trời để cho mỗi chúng ta trở thành một bông hoa là để ta làm phong phú thêm cuộc đời này chúng ta sống chẳng phải chỉ vì để kéo dài chu kỳ hoa nở tăng thêm mùa hoa của riêng mình mà thôi mỗi một mùa hoa đều có vẻ đẹp riêng không thể nói là ai hay ai dở được. Đời người cũng giống đời hoa. Mỗi giai đoạn đều có chỗ đáng để ta trân quý và hồi tưởng lại. Chúng ta nhớ làm sao cái hồn nhiên của tuổi thơ, nhiệt huyết thời thanh xuân, cái trầm ổn tuổi trung niên hay sự ung dung lúc tuổi già. Ta chỉ nên nhớ đến những điều ấy. Bạn tuyệt đối đừng chỉ nhìn thấy những khoảng màu xám xịt. Đừng nghĩ về sự vô tri lúc còn nhỏ dại, thói lỗ mãng của thời niên thiếu, tính dại khờ của tuổi thanh niên thói sành đời của tuổi trung niên hay sự chậm chạp, trì trệ của tuổi già. Có câu nói như vậy, vận mệnh một nửa ở nằm ở trong tay của mình, một nửa còn lại ở trong tay của ông trời. Con người luôn không ngừng nỗ lực, vươn lên chế ngự số mệnh của mình nhưng dẫu gì đi nữa người ta cũng chỉ có thể nắm giữ được một nửa nó mà thôi. Còn ý trời, sự an bài của thần Phật mới quyết định một nửa vết sau. Chẳng phải người xưa hay nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đó sao vậy thì khi thân mình ở trong nghịch cảnh bạn hãy luôn nghĩ rằng ông trời giao trọng trách lớn cho ta ắt phải khiến ta nhọc sức lao tâm khổ tứ có nhọc sức mệt trí như vậy rồi mới đắc được những điều vinh diệu hạnh phúc dù thế nào đi nữa bạn hãy còn có một nửa vận mệnh nắm giữ trong tay mình không thể bị sóng cuốn theo dòng không thể tự mình xa ngã chỉ cần bản thân không tự gục ngã thì không người nào có thể đánh đổ bạn được. Còn khi đắc ý, ở trong cảnh tượng sung túc, phồn hoa ta lại càng phải thanh tỉnh mà tự dân mình. Sở dĩ người ta có thể thành công, hạnh phúc một nửa là nhờ vào năng lực, nửa còn lại là do cơ hội quyết định. Khi cơ hội đều ngang nhau, năng lực tất nhiên sẽ chiếm thượng phong. Rất nhiều người tạm thời chưa thành công vốn không phải tài năng thua kém mà chỉ là thiếu mất một cơ hội mà thôi vậy thì rốt cuộc hạnh phúc đang nằm trong tay ai đáp rằng những ai biết tự hài lòng chính là người hạnh phúc nhất ở đời bạn chỉ cần một mái nhà nhỏ đủ sống một gia đình ấm êm một công việc chẳng quá cao sang nhưng đủ trang trải kế sinh nhai một thú vui giản dị một người bạn tri âm và một ước mơ như thế chẳng phải đã là hạnh phúc đó sao có người cả một đời là truy đuổi tiền tài danh vọng bạc vàng mỹ nữ họ cho rằng đó mới chính là thứ hạnh phúc đáng theo đuổi nhất đời nhưng khi càng lún mình sâu hơn vào vũng lầy danh lợi tình người ta càng khó thoát ra dù có vùng vẫy thế nào đi nữa đó có thực sự là hạnh phúc không rất khó trả lời thiên lý mã trên đời này lúc nào cũng có sẵn nhưng người có tài nhận biết được ngựa hay như bá nhạc thì lại quá hiếm hoi không phải cuộc sống của chúng ta thiếu đi cái đẹp mà là bởi ta đang thiếu đi một đôi mắt để nhìn ra chúng. Hãy là một người có đôi mắt biết nhìn ra hạnh phúc, biết cảm nhận hạnh phúc, và chỉ có tích phúc, hành thiện. Sống một đời không tham lam mới có thể lưu giữ được hạnh phúc được lâu dài vậy. 8. Mối quan hệ lành mạnh, quý ở chỗ không toan tính. Có câu nói rằng, mức độ cao thấp của cuộc sống không phải là bạn nhìn thấy rõ bao nhiêu việc, mà là bạn xem nhẹ được bao nhiêu việc trong đó quan trọng nhất là bốn điểm này không tính toán trên những việc tồi tệ không tính toán với người nhà không tính toán với người quan trọng và không tính toán với người mình yêu một không tính toán trên những việc tồi tệ mùa hè năm ngoái tôi và người phụ trách hạng mục cùng đi công tác lúc đó chúng tôi đang ngồi trên xe ra sân bay đột nhiên có một người nhảy ra từ lề đường tài xế phải đạp gấp thắng xe may mắn không có ai bị thương nhưng người đó cứ ngồi lì trên mặt đất một mực nói là xe của chúng tôi đụng phải anh ta rất rõ ràng chúng tôi đã gặp phải một kẻ làm tiền tài xế ngó ra cửa sổ yêu cầu người đó hãy tránh ra vì chúng tôi cần đáp chuyến bay sớm nhưng anh ta lại cố tình lớn tiếng khóc la thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh người bạn đồng hành của tôi không chịu được muốn xuống xe nói lời đạo lý tôi đã kịp thời kéo cậu ấy lại để một mình tài xế ở đó xử lý vụ việc trên đường đi cậu ấy tức giận nói loại người này thật sự quá đáng rồi tôi an ủi không nhất thiết phải tính toán với anh ta nếu cậu xuống xe tranh luận phải trái có lẽ đối phương sẽ tìm cách gây áp lực không để cậu đi máy bay sắp cất cánh rồi chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm sống trên thế giới này thật khó tránh khỏi những điều tồi tệ kỳ thực chúng cũng giống như những hạt cát trong giày chỉ khiến cho bàn chân thêm nhức nhối chi bằng hãy đổ nó ra ngoài đối mặt với những hạt cát như vậy sách lượt tốt nhất là coi như họ không tồn tại thời gian của bạn quý giá vô cùng nếu cứ cố chấp đi phân định đúng sai và vướng mắc vào đó bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào vũng lầy của cuộc đời họ có một câu nói rất hay bạn không bao giờ có thể đánh bại một kẻ ngốc bởi vì người đó sẽ kéo IQ của bạn đến mức độ như anh ta sau đó đánh bại bạn với kinh nghiệm vốn có. Việc bạn phải làm là không ngừng hướng lên trên, tận lực tránh vướng mắc với những rắc rối không đáng có. 2. Không tính toán với người nhà. Tôi có một người họ hàng xa, trước đây cứ động một chút là anh ta làm náo loạn với người nhà. Mẹ anh ta muốn tìm cho anh một công việc ổn định có thể làm tại gia nhưng anh ta không muốn an phận chỉ một mực tìm cách ra ngoài lập nghiệp sau đó anh ta dọn ra ngoài trước khi đi còn nói sẽ không trở lại nữa nhưng ở bên ngoài tìm việc nhiều lần mà không được mẹ của anh ta biết tin liền chuyển cho anh ta một khoản tiền hơn nữa lại gọi điện thoại an ủi khuyên anh ta hãy chăm sóc tốt bản thân mình đến lúc bấy giờ anh ta mới hối tiếc vì đã bất hiếu với cha mẹ làm cha mẹ phiền lòng đến mức nào thế nhưng người nhà từ trước đến nay chưa từng tính toán với anh ta rất nhiều lúc chúng ta chỉ vì một vài bất đồng quan điểm mà không tiếc lời chua ngoa khiến nó sắc bén như một thanh gươm đâm thẳng vào trái tim của những người thân và gia đình nhưng chúng ta lại quên mất rằng chúng ta đang gây tổn thương cho những người yêu thương mình nhiều nhất trong cuộc sống chúng ta nên tận lực tránh những tranh chấp nhỏ nhặt bởi vì tranh chấp với người nhà thì cũng chính là thua cuộc chứ đừng nói đến kết quả thắng thua. 3. Không tính toán với những người quan trọng. Cách đây không lâu, tôi cùng xem bóng đá với đối tác kinh doanh. Tôi và đối tác ủng hộ hai đội bóng khác nhau. Hơn nữa đội bóng mà tôi ủng hộ còn dẫn trước một bàn. Vì vậy anh ta tỏ ra bất bình. Lúc đầu anh ta nói do trọng tài phán sai. Một lúc sau lại phàn nàn rằng là do trạng thái của đội bóng không tốt. Từ đầu tới cuối tôi không hề nói một câu, chỉ kiên nhẫn xem cho đến kết thúc trận đấu. Sau đó chúng tôi cùng đi ăn cơm và trò chuyện rồi ra về. Đối tác đi rồi. Bạn tôi mới hỏi, anh chàng đó thật không hiểu quy tắc. Cứ ngồi đó nói sẵn nói bậy. Vậy mà sao cậu không nói câu nào? Tôi đáp, từ trước đến nay mình chưa từng tính toán những chuyện không quan trọng với những người quan trọng. Mỗi người đều có sự cố chấp của bản thân. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Một khi tôi đã nhận định sự việc thì rất khó thay đổi. Vì vậy tôi cũng sẽ không cố chấp đi thuyết phục người khác phải theo ý mình. Tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người, đó không phải thỏa hiệp mà là thể hiện sự hiểu biết và tình thương. Đừng tranh luận về một điều không liên quan, kết quả sẽ chỉ làm suy yếu mối quan hệ của bạn. 4. Không tính toán với người yêu. Tôi có một người bạn, cô ấy và bạn trai là điển hình của sự ân ái, tình cảm vô cùng tốt đẹp, lúc nào cũng ngọt ngào lãng mạn trong ánh mắt đều tràn đầy yêu thương tôi hỏi cô ấy hai bạn làm thế nào mà có thể hòa thuận như vậy cô ấy kể rằng mỗi khi có ma sát nhỏ bạn trai đều không hề tính toán với cô ấy bất luận là ai đúng ai sai anh ấy cũng nhận lỗi trước trong tình yêu chắc chắn sẽ có lúc hiểu lầm vướng mắc hay vấp ngã đôi khi phụ nữ tức giận không phải vì thật sự muốn làm lơ đối phương mà là vì mong đối phương có thể dỗ dành và quan tâm đến mình cho tới nay cô bạn của tôi đã học được cách thông cảm cho bạn trai không còn vì một chút chuyện nhỏ mà tranh cãi với anh ấy họ chỉ cố gắng biến tình cảm của mình thành biến cả bình yên có thể vượt qua bất kỳ sóng gió nào trên thế giới này chắc chắn có rất nhiều điều nhỏ nhặt nếu như quá tính toán sẽ chỉ xảy ra nhiều cuộc tranh chấp vô nghĩa khiến cho trái tim của chính chúng ta mệt mỏi cho dù đó là người thân hay bạn bè, chúng ta cũng không nên tính toán những chuyện lông gà vỏ tỏi với họ, bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có thể là làm tổn hại tình cảm của đôi bên, cũng khiến cho bản thân lâm vào hoàn cảnh cô độc. Bởi vì điều chúng ta thực sự có thể làm là hòa giải và yêu thương nhiều hơn trên thế giới này. Tôi và bạn cũng chỉ là những vị khách qua đường, hà tất phải tính toán nhiều như vậy. 9 hãy lưu lại những gì tốt đẹp nhất của con người bạn trên thế gian này sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này bản thân mình lưu lại gì cho con người thế gian lưu lại gì cho con cháu đời sau là một món tiền lớn đáng ngưỡng mộ hay là một căn nhà lớn là một số sản nghiệp hay là một loại thái độ là một loại tinh thần hay là một tấm gương hay thậm chí là một câu nói người đàn ông lưu lại dấu tích ở khắp mọi nơi trong khu rừng nhà văn dinh Jono người Pháp từng viết một câu chuyện tên là Người trồng cây hy vọng được vui vẻ. Câu chuyện xảy ra vào đầu thế kỷ 20, kể về một người đàn ông ở vùng Provence của Pháp. Trên bước đường mưu sinh đã trôi giạt tới một khu rừng đất đai cằn cỗi, tới nỗi cây cỏ cũng không sống được. Người đàn ông đó sống một cuộc sống rất đơn giản. Mỗi ngày ông đều ra khỏi nhà từ sáng sớm và cần mẫn trông từng cây con, từng cây con xuống đất. Nhiều năm sau đó, vùng đất cằn cỗi ngày nào đã trở thành một khu rừng màu mỡ, lưu lại rất nhiều lượng nước trong đất. Cây cối rậm rạp, chim muông rủ nhau tới làm tổ trên cây. Các khe suối dần dần cũng có nước chảy. Người trong làng cũng từng hộ từng hộ quay trở lại. Thôn xóm vắng lặng năm nào bỗng chốc trở nên đông vui. Câu chuyện thứ hai, tại sao cha lưu lại nhiều tiền như vậy nhưng đều bốc hơi hết đâu rồi? Có một cậu bé có cha làm bảo vệ ở một nhà máy. Hoàn cảnh gia đình không được tốt cho lắm. Người cha thường nói với cậu, "Giá mà chúng ta có nhiều tiền như bác con thì tốt biết mấy." Anh trai của ba cậu là một người có sự nghiệp thành công, gia sản bạc triệu, nhưng bác cậu lại không có con. Thế là ba cậu đề nghị cho cậu bé sang làm con nuôi của anh trai và được bác cậu chấp thuận. Kể từ đó cậu bé nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ là người có tiền rồi. Và rồi cái ngày từ nay về sau đó cũng đến rất nhanh. Trong một lần đi du lịch bác cậu đã không may bị tai nạn máy bay rồi qua đời tất cả gia sản chỉ trong một đêm trở thành của cậu bé cậu bé nhẽ ra muốn thi đại học nhưng bỗng chốc trở thành một người giàu có bạc tỷ tiền nhiều như nước bao nhiêu ước mơ đều phút chốc đều có thể trở thành hiện thực cần gì phải đi học một cách vất vả nữa cha mẹ ruột cậu cũng nghĩ vậy chúng ta có tiền rồi ai còn yêu thích học hành làm gì chứ thế rồi từ năm này sang năm nọ số tiền tiêu xài của cậu bé cũng lớn dần lên theo từng lần sinh nhật của cậu cho tới khi cậu trưởng thành và trở thành một người vô gia cư tiền bạc không còn nữa sống lang thang ở ghế đá công viên lúc đó cậu bé nghĩ mãi nhưng không hiểu nổi tại sao bác để lại cho mình nhiều tiền như thế chỉ trong phút chốc đã hết rồi bạn có lưu lại được cái gì chân quý như hồi ức cho cháu chắt đời sau không câu chuyện thứ ba là một người bạn gửi cho tôi nội dung đại khái như sau trên giảng đường lớp học nọ, giáo sư kêu gọi mọi người chú ý. Xin mọi người chú ý. Sau đây tôi có vài vấn đề nho nhỏ muốn xin hỏi mọi người. Ai biết xin hãy giơ tay. Câu hỏi là, trong các bạn có bao nhiêu người có thể hiểu rõ cha mẹ mình? Có vẻ câu hỏi rất đơn giản nên mọi người ai cũng đều giơ tay. Thế còn ông bà nội thì sao? Có bao nhiêu người có thể hiểu rõ? Lần này số người giơ tay ít hơn. Cùng lắm chỉ có ba người. Vậy bây giờ ai có thể cho tôi biết? Có bao nhiêu người có thể hiểu rõ về ông cố? Bà cố của các bạn. Hơn 60 học sinh trong lớp. Nhưng lần này chỉ có một người giơ tay. Liếc nhìn cả lớp một lượt. Giáo sư lộ vẻ đắc ý trên nét mặt. Cách nhau mới chỉ có gần hai thế hệ mà hầu như không có ai còn biết gì về ông cố và bà cố của mình rồi. Chỉ mới có ba đời. Mà các bạn đã quên tất cả rồi. Giáo sư tiếp tục. Nhưng điều này cũng không thể trách các bạn được ai bảo họ không lưu lại thứ gì đó chứ mọi người hãy suy nghĩ xem bắt đầu từ đời này trở đi ba đời sau ví dụ những người ngồi đây không phải là các bạn mà là cháu của các bạn những gì về các bạn họ biết được bao nhiêu họ có thể kể được bao nhiêu có phải cũng giống chúng ta hiện nay quên hết sạch về tổ tông của mình nếu quả thật như vậy thì đó cũng không phải là lỗi của chúng điều then chốt đó là sau khi chết đi bạn có lưu lại được những hồi ức đáng trân quý cho cháu chắc đời sau hay không? Nếu bạn muốn trồng một cái cây, có phải nên bắt đầu trồng từ bây giờ không nhỉ? Ba câu chuyện này làm tôi nghĩ tới vấn đề, sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này, bản thân mình lưu lại gì cho con người thế gian? Lưu lại gì cho con cháu đời sau? Là một món tiền lớn đáng ngưỡng mộ hay là một căn nhà lớn? Là một số sản nghiệp hay là một loại thái độ? Là một loại tinh thần hay là một tấm gương? hay thậm chí là một câu nói hầu như điều mà các bậc làm cha mẹ mong muốn lưu lại cho con cái đều là những thứ khi sinh không mang theo đến tử không mang theo đi như tiền tài gia sản danh lợi nhưng thực ra những thứ vô thường và hữu hình mà bạn để lại cho con cháu đều có thể bị người khác lấy đi bất cứ lúc nào chỉ có những thứ tồn tại trong đầu tâm trí mới không thể nào bị tước đoạt được trước đây khi trao đổi với sinh viên về những chuyên đề kiểu dạng như đề tài về sinh mệnh tôi thường cảm thấy có hơi sớm khi tôi còn trẻ cũng chưa nghĩ tới vấn đề như vậy càng không có người hỏi qua tuy nhiên muốn là một người mỗi ngày trồng cây giống như người đàn ông ở provence nếu bạn muốn mỗi ngày trồng một cái cây có lẽ nên trồng càng sớm càng tốt phải không bạn cuối cùng xin cho phép tôi dùng câu chuyện này thay cho phần kết có một cụ già trồng một cây non trong vườn có người khách qua đường nhìn thấy, hỏi cây này bao nhiêu năm mới có quả vậy? cụ già trả lời chắc khoảng một trăm năm. người khách lại hỏi cụ có lẽ chỉ sống được một năm nữa thôi nhỉ? khi cái cây này kết quả, có lẽ cụ không còn sống nữa rồi. tôi muốn biết tại sao cụ lại làm như vậy? cụ già nhìn người khách và cười rồi nói nếu tổ tiên của tôi cũng có lối suy nghĩ đó, tôi đã không được hưởng quả ngọt như bây giờ vườn trái cây này có thể sai quả như thế này. Đó đều là do cha và tổ tiên của tôi đã trồng cây trước đó đó. Tôi trồng cây cũng là hy vọng có thể để lại bóng mát cho con cháu sau này. Có một sự kiện sau khi Đức Hồng Y Khan Kuo HSI biết mình bị ung thư phổi. Trải qua nhiều năm điều trị mệt mỏi, ông quyết định sẽ đi tới các tỉnh, thành phố để thực hiện bài diễn thuyết tour du lịch tạm biệt cuộc sống. Cho dù bệnh tật vây quanh, thuốc thang nhiều hơn cơm nhưng ông vẫn nỗ lực ghi lại những đoạn phim ngắn để người ta có thể hồi tưởng về ông bất cứ lúc nào. Steve Jobs, nhà sáng lập của Apple mặc dù qua đời ở tuổi còn rất trẻ, nhưng những tinh hoa của ông lưu truyền lại cho thế hệ sau vẫn tồn tại rất lâu. Nhiều thế hệ sau này khó có thể đạt tới những thành tựu như ông. Sống, chính là vì để thay đổi thế giới. Lẽ nào vẫn còn nguyên nhân khác hay sao? Tôi muốn lưu lại dấu tích trong vũ trụ này ông đã lưu lại rất nhiều triết lý nhân sinh và vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới nay cho mọi người thế gian. Đúng vậy, cho dù Steve Jobs dù đã không còn trên thế gian nữa, nhưng vẫn mãi sống trong lòng mọi người và có lẽ đây chính là ý nghĩa của cuộc sống. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9, không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn.